Tổng Trọng có vai trò gì trong hệ thống gián điệp của Trung Quốc ở Việt Nam? Nhân kỷ niệm 45 năm cuộc chiến biên giới phía Bắc vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, trên mạng xã hội đã có không ít người đổi hình đại diện bằng hình ảnh hoa sim tím với dòng chữ 17 tháng 2 1979 mãi mãi không quên. Nhưng có một sự kiện nhói lòng, đó là bài viết kỷ niệm chiến tranh biên giới của báo Vietnamnet Online, một trang web có số lượng người truy cập lớn, đã bị gỡ bỏ sau ít giờ. Bài viết có tựa đề 45 năm chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để lịch sử không lặp lại đau thương, đăng trên báo Vietnamnet vào rạng sáng ngày thứ Sáu 16 tháng 2. Bài viết về cuộc chiến biên giới phía Bắc đã bị gỡ bỏ. Theo đường link dẫn tới bài viết vừa kể trên, chỉ còn chú thích không tìm thấy đường dẫn này. Tuy nhiên, trên công cụ lưu trữ Google vẫn giúp độc giả đọc được trọn vẹn bài viết trên các trang web khác. Điều này đã khiến công luận hết sức bất bình và đặt câu hỏi. Tại sao một bài viết liên quan đến một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại về tội ác của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với đất nước và dân tộc Việt Nam lại bị gỡ bỏ nhanh đến như vậy? Điều này có liên quan gì đến phát biểu vào hồi tháng 3 năm 2017 của Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân kiêm Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân, khi nói về việc quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc trong một video xuất hiện trên mạng xã hội YouTube? Ông Long khẳng định rằng: "Trung Quốc, tôi xin thưa các đồng chí là không bao giờ từ bỏ dã tâm thôn tính chủ quyền của chúng ta ở Biển Đông, không bao giờ từ bỏ dã tâm này, mà cái này không phải chỉ thời ông Tập Cận Bình đâu, ông khác lên cũng sẽ như vậy thôi. Câu chuyện là bao giờ họ sẽ lấy và lấy bằng cách nào?" Thưa các đồng chí, chính vì vậy mà chúng ta không loại trừ cái việc mà họ tìm cách làm suy yếu từ bên trong. Cho nên, tôi xin nói với các đồng chí là bọn xấu nó cải cắm, nó móc ngoặc, nó lôi kéo. Hồi xưa chỉ một vài người đã là nguy hiểm rồi, đã chết rồi. Bây giờ tôi thông báo với các đồng chí là đã có đến con số hàng trăm. Mà hàng trăm không phải chỉ là con số dừng lại ở hàng trăm, mà trăm này có thể cộng với trăm kia nữa, chứ không phải chỉ trăm. Ông Thiếu tướng Trương Giang Long. Theo giới phân tích, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng với bộ phận không nhỏ lãnh đạo của Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục tôn thờ Bắc Kinh ngay sau khi kết thúc chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Hà Nội. Vào trung tuần tháng 9 năm 2023, thì lãnh đạo Việt Nam đã lũ lượt kéo nhau sang chầu Bắc Kinh, để đầu tiêu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những chuyến thăm này nhằm hy vọng có được tên trong danh sách nhân sự chủ chốt tại Đại hội Đảng Toàn quốc khóa 14 sắp tới. Được biết, thông tin động trời do Thiếu tướng Trương Giang Long tiết lộ đã khiến cho ông phải nhận quyết định nghỉ công tác, chờ hưu theo thông báo của Bộ Công an vào ngày 3 tháng 10 năm 2017. Câu hỏi đặt ra là vì sao tướng Trương Giang Long bị quyết định nghỉ hưu bất ngờ như vậy? Trong khi theo quy định với quân hàm Thiếu tướng, ông Long có quyền phục vụ đến 65 tuổi và sẽ nhận quân hàm Trung tướng trước khi nghỉ hưu. Đài BBC Việt ngữ đã có một phỏng vấn với cố đại tá Nguyễn Đăng Quang, người từng được biệt phái từ ngành an ninh sang làm việc trong ngành ngoại giao của Việt Nam vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. Đại tá Nguyễn Đăng Quang kể lại, ông Nguyễn Cơ Thạch đã công khai nói với các quan chức của Bộ Ngoại giao trong những cuộc họp chính thức và không chính thức rằng Trung Quốc đưa ra một điều kiện là muốn cải thiện quan hệ với Việt Trung thì việc đầu tiên Việt Nam cần làm và phải làm là loại bỏ Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Theo giới phân tích, vào thời điểm video clip ghi lại phát biểu của tướng Trương Giang Long bị tiết lộ, những nội dung mà tướng Long nói hoàn toàn đúng thực tế. Đấy là những điều có thật và đang tồn tại trong các cơ quan ở Việt Nam, kể cả thượng tầng chính trị. Cho dù các cơ quan an ninh của Việt Nam biết rất rõ Trung Quốc đã cài cắm người của họ vào cơ quan của Việt Nam như thế nào, nhưng họ bất lực. Video clip bài nói chuyện của tướng Long được tung ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 1 năm 2017. Trong chuyến thăm này, ông Trọng đã ký tới 15 văn kiện hợp tác, trong đó có việc sẽ tổ chức thường xuyên cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam sang Trung Quốc để mà đào tạo. Nhà văn Phạm Viết Đào từng tiết lộ một số lãnh đạo Việt Nam từng tự nguyện theo Trung Quốc, song vì một lý do nào đó lại quay xe, như Trần Đại Quang hay Nguyễn Chí Vịnh đã mắc bệnh lạ và chết trong đau đớn. Điều đó liên quan gì đến việc các bác sĩ Trung Quốc chịu trách nhiệm đảm bảo vấn đề sức khỏe của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Rõ ràng đến lúc này, số phận ông Trọng
đang nằm gọn trong tay Bắc Kinh thì việc không được tố cáo tội ác của Trung Quốc là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Tổng Trọng có vai trò gì trong hệ thống gián điệp của Trung Quốc ở Việt Nam. Nghị quyết của Tổng Trọng được đưa vào hoạt động mại dâm như thế nào? Hiện nay hoạt động mại dâm ở Việt Nam bị coi là bất hợp pháp. Số người tham gia hoạt động này không được thống kê chính thức cụ thể. Ai cũng biết mại dâm là hoạt động có thật, thậm chí là rất phổ biến ở Việt Nam. Nhưng hoạt động này không được kiểm soát bởi luật pháp mà lại được kiểm soát bởi hệ thống ăn chia giữa xã hội đen và xã hội đỏ, tức là công an. Nếu ai nào nói rằng nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi vào cuộc sống của giới buôn phấn bán hương, thì chắc chắn sẽ không ai tin và coi đó là chuyện vớ vẩn. Tú Bà được giảm án vì học giỏi. Tờ báo Dân Trí vào ngày 15 tháng 2 đưa tin Tú Bà được giảm án vì học giỏi. Bản tin cho hay vào tháng 7 năm 2023, Tòa Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Nguyễn Nhật Vi, 21 tuổi, sống tại Tân Bình, 3 năm tù vì môi giới mại dâm. Cho rằng phán quyết trên là quá nghiêm khắc, bị cáo Vi đã kháng cáo và xin được hưởng án treo. Hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng bị cáo Vi nhiều năm liền học sinh giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên đã giảm nhẹ một phần hình phạt. Theo hồ sơ vụ án, Vũ Nguyễn Nhật Vi tại thời điểm phạm tội đang là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học tại Sài Gòn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Khoảng cuối tháng 11 năm 2021, Vi tham gia vào việc môi giới mại dâm để mà hưởng lợi. Hồ sơ vụ án thể hiện bị cáo Vi được hưởng lợi 6 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm. Trong phiên phúc thẩm, bị cáo Vi khai rằng tại thời điểm phạm tội, do còn trẻ chưa nhận thức được môi giới mại dâm là hành vi phạm pháp. Gia đình thì lại khó khăn, bản thân phải trang trải chi phí học đại học, vân vân. Theo tờ báo Dân Trí, sau khi kháng nghị, hội đồng xét xử của phiên phúc thẩm này cho rằng bị cáo Vi là học sinh giỏi liên tục từ lớp 1 đến lớp 12 và đang là sinh viên đại học nên áp dụng thêm một tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm 5 khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự vào năm 2015. Vì vậy, hội đồng xét xử quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo có cơ hội tiếp tục học đại học, chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra, sớm trở thành công dân tốt cho xã hội. Ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã rất già nhưng vẫn ngồi tới 3 nhiệm kỳ vi phạm cả điều lệ của Đảng. Cuối cùng, hội đồng xét xử tại phiên phúc thẩm kể trên đã quyết định chấp nhận kháng cáo và giảm bớt 1 năm tù so với án sơ thẩm 3 năm tù trước đó. Bị cáo Vi cuối cùng đã nhận được án 2 năm tù. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến mỉa mai khi cho rằng có lẽ do áp lực của công luận về việc trong thời gian gần đây Đảng đã tuyên những bản án tham nhũng quá nhẹ so với tội trạng mà các quan tham gây ra theo quy định của pháp luật, nên nghị quyết của Đảng nhanh chóng được đưa vào cuộc sống là như vậy. Và có lẽ nghị quyết này cũng ưu tiên cho các hoạt động mại dâm. Điều đó liên quan đến chủ trương nhân văn giảm nhẹ hay miễn truy tố cho một số quan chức có tham nhũng nhưng không vụ lợi, cũng như từng có các thành tích được tặng giấy khen hay huân huy chương. Câu chuyện phạm tội của cựu chủ tịch Hà Nội ông Trung Ngọc Anh trong đại án Việt Á đã làm thất thoát của nhà nước 18,8 tỷ đồng và nhận hối lộ quả biếu 200.000 đô la. Vậy mà ông Trung Ngọc Anh chỉ nhận bản án ngang bằng với Vũ Nguyễn Nhật Vi, người môi giới mại dâm và chỉ hưởng lợi vẻn vẹn có 6 triệu đồng. Dư luận xã hội đã bày tỏ sự phẫn nộ và bất bình vì sao sự bao che để chạy tội ngày càng trắng trợn của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Trọng cũng như vậy, và dư luận đồng thời cho rằng chưa có bao giờ các quan chức tham nhũng lại sướng như hiện nay. Một phiên tòa xét xử các quan chức tại Việt Nam về tội tham nhũng, tức là ăn cắp của dân. Đó là lý do công luận hoài nghi và đặt câu hỏi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đảng Cộng sản Việt Nam có thật lòng chống tham nhũng hay không? Và tại sao có một chủ trương lớn bao trùm trong việc bao che cho các quan chức nhà nước tham nhũng một cách có hệ thống như vậy? Chính quyền Việt Nam vẫn tuyên truyền vận động để người dân thực hiện khẩu hiệu sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Tuy nhiên, so sánh giữa lời nói và việc làm của lãnh đạo cấp cao của nhà nước Việt Nam cho thấy, lời nói của họ không đi đôi với việc làm. Đó là một trong những lý do khiến cho công cuộc chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không hiệu quả. Càng chống thì tham nhũng càng phát triển như nấm mọc sau mưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Nghị quyết của Tổng Trọng được đưa vào hoạt động mại dâm
như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.